mua, nhưng mà có rất nhiều những cái sản phụ kiện mà tôi không đăng lên bao giờ. Như hôm nay thì tôi bỏ ra tất cả để đăng lên. Nếu bác nào cần thì tôi sẽ bán cho, gửi bưu điện, bưu điện nó sẽ thu. Bưu điện ở đây là Viettel các bác nha, tôi không gửi bưu điện bình thường đâu, gửi Viettel nó mang đến. Và đây là thông tin cửa hàng tôi, ai có nhu cầu thì đến tận nơi hoặc là đặt hàng tôi sẽ gửi cho. Bởi vì những phụ kiện này bắt buộc các bác cửa hàng tôi phải có, bởi vì khách mua nó bắt buộc phải có những cái này thì mới dùng được. Dây AV phải có mới dùng được này, dây đầu nối Canon, đầu nối bắp chuối, đầu nối 6 ly để nối vào cục đẩy hoặc là vang cơ, vang số, hoặc là dây quang. Dây quang thì chắc chắn là tôi phải có thôi, bởi vì tôi hay bán âm đi số, hoặc là dây loa như vậy. Thì đây tôi đặt ra đây, nếu ai có nhu cầu thì tôi cứ báo giá qua, tôi sẽ gửi COD đến các bác có thể nhận mua hàng. Trước tiên là cái mic, đây là mic sách tay bên Nhật BMB, tôi bán giá là 550.000 một chiếc, hai cái là 1 triệu, hai cái 1 triệu các bác nhá. Trong cái hộp đây, nó có cái hộp thì nó có cái túi đựng cái mic này và cuộn dây, và trong này có cái túi da đựng đấy, và cái chặn mic màu xanh kia đấy, đây là cái mic. Còn đây là dây AV, dây AV này thì là loại dây tốt của tàu nha, dây của tàu các bác nhá, dây hàng xịn của nó đấy, 200.000 một sợi. Tôi đã bán rất nhiều loại này rồi, còn bác nào thích hàng đặc biệt hơn thì dây dùng của Mỹ, của Đức đây tôi có, nhưng loại Đức của Mỹ thì tôi nhập về số lượng thôi, không bán thường xuyên thì nó ít người mua. Dây này là 1,1 triệu, dây Caracas, Caracas của Mỹ, made in USA luôn này, hàng xịn luôn. Dây này 1,1 triệu, nó màu dù. Còn dây này dây của Đức kìa, 1,2 triệu, 1,2 triệu, WBT, WBT. Đấy, đây những dây này. Còn những cái dây AV bình thường này này, 200.000 một sợi, là dây của Trung Quốc. Đây cũng vậy, 100.000 sợi, dây Trung Quốc. Đấy. Và dây tai nghe này vậy, 100.000 sợi, 100.000 sợi. Đấy. Tôi sẽ có hỗ trợ gửi đi cho các bác. Và đây có cả dây loa của Mỹ, Montez. Tôi bán 100.000 mét. Những loại dây này thì tôi đã quảng cáo quá nhiều kèm theo cái mic này này. Bác nào xem thì đã thấy rất nhiều rồi. Đấy, thì báo giá những cái cơ bản như vậy. Còn dây quang này, dây quang này cũng bán thường xuyên, bởi vì nó phải bán kèm theo âm ly. Các bác mua âm ly thì phải mua thêm dây này. Dây này tôi bán giá 150.000 một cái. Nó dài là dài 1,5 mét nhá. Để tôi có thể hỗ trợ gửi bưu điện các bác. Bởi vì tôi nói luôn ấy, tại sao tôi đăng video này, bởi vì rất nhiều khách hàng ở xa không bao mua được những đồ này. Nó không bán, bởi vì ở địa phương các bác nó không bán. Để mua những cái đồ này kể cả ở Hà Nội tôi phải đi tìm chỗ này chỗ kia mới có, chứ không phải là cứ ra ngoài cửa hàng là nó có cái đồ này. Đấy, dây quang giả sử các bác mua không hề dễ. Dây quang thì 150.000 một sợi một cái. Còn kia là dây loa của Đức kìa, dây loa Đức, đấy to đùng này. Tôi mua về chơi nhưng mà tôi chẳng có thời gian mà đấu loa, vì nó to quá, đích mua đầu nó to. Tôi toàn dùng cái dây Mỹ nó dẹp thì nó dùng nó tiện. Đấy, cái video tôi sẽ đăng lặp lại nhiều lần các bác nhá, tôi sẽ đăng lặp lại nhiều lần để, bởi vì những sản phẩm này tôi vẫn có, tôi cứ đăng lên để các bác nào có nhu cầu thì mua. Đấy, các bác phải hiểu điều đó. Và đây còn một cái nữa này, đây là dây sáu rắc 6 ly để cắm vào vang, để cắm vào cục đẩy. Cục đẩy thì thường nó sẽ cắm rắc Canon hoặc 6 ly, nó có hai dạng đường vào, phải dùng hai cái này. Thì hai cái này thì bán là, hai cái này là bán 100.000, hai cái này 100.000. Hoặc có nghĩa cục đẩy nó sẽ có hai dạng kết nối, một là rắc 6 ly là cái này. Mình để mục đích của rắc 6 ly là gì? Để nối cái dây AV này, để nối cái đơ cắm ở cái dây AV này này. Đấy. Hoặc là cái này mình sẽ có hai trường hợp là nối cái rắc Canon. Canon. Đây là đầu cái này, còn đây là đầu đực này. Đấy. Có cục đẩy thì nó thường hay dùng cái rắc đầu đực này. Còn vang số, vang cơ thì nó hay dùng cái rắc đầu cái này. Đấy. Nếu các bác mua cái này thì sẽ nối như này, nó sẽ tiện này. Đấy, giả sử cắm vào cái ra đầu này. Đấy. Cái này thì ai dùng rồi thì đều biết thôi. Đấy, mục đích để cắm cái này để cho nó tiện. Chứ mình không mua những cái dây mà nó nối sẵn cái các rắc ca lông vào cái đầu này. Bởi vì cái này thì nó cơ động hơn. Hai cái này cũng với giá là 100.000. Hai cái này 100.000. Đấy, tùy theo các bác mua rắc đực hoặc rắc cái. 100.000 hỗ trợ các bác thôi. Đấy, chẳng qua tôi có đây thì đăng lên để cho các bác biết, vì ở xa thì mua những cái đồ này nó khó.
Đây tôi phải đi mua chứ không phải là đơn giản, đi là 15 cây số mới mua được các bác nhé, không phải là gần nhà tôi nó bán cái